kể từ khi hoạt động vào tháng 5 năm 2016, đã có nhiều người đến gửi xe tại nhà xe ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất rồi bỏ quên. Đến nay, số xe đó đã lên tới 650 chiếc, nhiều xe trong tình trạng đóng đầy bụi, hoen rỉ. Có mặt tại nhà để xe sân bay Tân Sơn Nhất, tầng 3 và tầng 5, phóng viên không tránh khỏi sửng sốt khi có đến vài trăm chiếc xe máy thuộc diện quá hạn để lâu không ai đến lấy. Số xe này được sắp xếp ngay ngắn trong một góc nhà xe, kèm theo tấm bảng thông báo khu vực xe quá hạn. Theo quan sát, tại đây có nhiều loại xe máy như xe số, xe tay ga. Điểm chung của số xe máy vô chủ này là tất cả đều cũ nát, đóng bụi dây đặc, lốp xe xẹp lép, máy móc cũng hoàn rỉ theo thời gian. Trao đổi với tuổi trẻ online, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng vận hành công ty cổ phần đầu tư TCB, đơn vị quản lý giữ xe, nhà xe quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, Kể từ khi đưa vào hoạt động tháng 5 năm 2016, đã có một số khách hàng vào gửi xe nhưng đến nay vẫn chưa đến nhận lại. Ông Tuấn cho biết thêm, hàng tuần, hàng tháng, nhà xe sẽ thống kê di dời về khu vực xe quá hạn, làm vệ sinh. Việc hàng trăm xe máy vô chủ để tại đây thời gian dài sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp, nhất là chi phí cho công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.